giám đốc Trương. Đấy. Sáng sớm thấy bận rộn quá anh. Thế hơi muộn, bán con đà cho mày. À đà, bán cho ai? Dũng. Dũng á? Khảm. À, ui, các bố đi chợ sớm thì chịu không theo được. 6 dịch, đà đẹp. 6 dịch. Thế đẹp lắm nhỉ? To không anh? Đây trong cái chậu này ngắn ở đây thôi. À. À cái chậu này cái gì? Nhỏ ở đây thôi. Nó trong chậu này à, hay là? Trong chậu này. À. Hay quá nhỉ. Cái nó bằng này, cái bằng này nó ngắn nó cao khoảng 50. Ui, tuyệt vời anh nhỉ. Sáu sợi. Ấm cúng quá anh. Thế có cây đẹp nhất chợ là anh sút từ sớm rồi. Đấy, những cái hàng này là mấy tiền một cây anh? 700 nghìn. Đấy, các thử lại rất chơi luôn. Đẹp chứ già đẹp. 700 nghìn một cây. Đó. Tầm cao tầm khoảng 20 phân. 20. 20. 21, 22. 22. 20 phân là. Đó. Già. Con mili ấy mà nhiều ấy. Đấy. 800. Đấy. Hàng gọi là tiền. Không thể rẻ hơn. Tiền hàng. Vui cả. Này, chợ đông quá. Nhưng mà tiếc là phải đi sớm. Sữa thôi rồi. Tác phẩm hoa sữa. Đấy. Hoa sữa thoảng nước. Có cái nào chưa? Dạ. Có cái nào chưa? Chắc chưa? Có rồi. À có. Nhưng mà đào ở cơ quan. Có quả. Bằng ngón tay. À. Nhưng mà nó quái quái. Lấy ở cơ quan anh thấy nó hay hay. Bật về chứ nó lại sống. Dễ sống. Này nó dễ sống. Đấy, tác phẩm này thu Hà Nội thì bao nhiêu anh? Hả? Thu Hà Nội này thì bao nhiêu? Một cổ. Một triệu. Một triệu, có cả một thu Hà Nội luôn. À đây ông nào hỏi đại đây này. Đại đỏ, chuyên đại đỏ. Đại đỏ đẹp đấy. Cái này bao nhiêu anh? 1,2 triệu. 1,2 triệu. Đại đỏ. Đẹp quá, đáng con đa đẹp quá. Tiếp này. Tiếp luôn. Không được xem mới buồn. Mang về cái thứ để vừa xong vào. Rồi. Ông à. Nay chợ đông quá, chợ đông vui quá. Sung này cũng anh à anh Trương? Bên này cũng là anh à? Quá cả. Sung này bao tiền đây? Nhiều quả quá. 2,5 đồng. Đấy, quả chín này. Cổ 8 triệu. Con đấy thì sao? Con đấy sao? 6 triệu rưỡi của cây này. Con này. Này đây, con nào thích alo đây cho dễ nhá. Có số đấy nha, xem cho kỹ vào. Tôi không phải ngày nào tôi cũng cứ đọc là đi đọc lại số đâu. Câu chuyện nó muôn thuở quá. Đây một loạt vẫn là cái kiểu hôm trước 5 cây một chậu đấy, hoa rực rỡ luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cứ hết lại có mà này, thả hoa luôn.
Thảm hoa ấy, ngoài thảm hoa có nhận thấy sung một quả thật luôn. Chứ cái loại bằng ngón tay mà quả nó cứ chữ mà to bằng cây bằng ngón tay mà quả to bằng cái chén ấy, dễ bị giả đấy. Nhiều quả. Đấy, thích cái nhiều quả, cây này nó cũng già, khá là già. Nhưng dáng thế nó không có nhiều cái đặc biệt, nhưng mà nó là cái cây tổng hòa cái quả và cái độ già của cây. Thế thôi, cần gì nhiều đâu. Đã lúc còn gần hết rồi đấy. Nước cái này em. Vâng ạ, anh cứ làm. À đấy, cái con đổ hoành này thì bao nhiêu? Đấy. Điền này. 3 triệu. 3 triệu. Đấy, già chưa? Quá già luôn. Quá già luôn. Danh danh. Đấy. 3 triệu đấy. 3 triệu đúng không? Bằng nhau hết đúng không? Cầm này, bằng dính này, sướng. Mâm quả luôn. Con này quả nhiều. Quả tiếp. Cái này thì răm đẹp. Đấy, cây này thì tròn đầy hơn cây kia, siêu quả. Con răng với hoa này. À đây, hoa đây. Hoa đây. Chuẩn bị nở đúng không? Chuẩn bị nở. Sau nở vàng đẹp lắm. Với cái găng này thì bao nhiêu anh? Cái găng này có 6 triệu. 6 triệu. Đó. Quá nghệ thuật, rẻ hơn xanh rất nhiều. Sáng nay dùng mấy bông liền để thế. À đúng rồi. Đấy. Có hoa. To đấy, hoa bằng này. Hoa vàng đẹp lắm. Căng cu. Rất nghệ thuật. Rất nghệ thuật nha. Tác phẩm găng tu hú đang có hoa. Cái mặt sau đây. Cây này bệ nở ghê nha. Nhỏ mà. Cây này cái lô đanh à. Kéo cắt cũng nhẹ nhàng nhỉ. Vẫn đổ lấy bên kia về, vẫn khác cái đổ bên kia. Dùng cứ như là chả mất tí sức nào. Đổ bên đấy nó bán đổ. Đổ bên mình trồng mấy nhưng mà cắt rất trượt. Cắt rất trượt. Thép chuẩn. Đây còn rừng này thì bao nhiêu anh? Đóa si tay chuột này. Đóng là một chỗ xưa. Cái này là bao nhiêu quên mất rồi. Đây mà đây là 3 triệu rưỡi. 3 đồng rưỡi. Chậu cổ, chậu cũ. Cũ đẹp. Xì quả đó. Có mấy cây rồi bán à? Dạ. Có mấy cây bán à? Cây cổ, chậu cổ bán cho cây đa đẹp. Không bảo cái cây, hai cây rồi bán. Vào đây xem cái đa 20 triệu. Ở đâu? Ở gần nhà chú có đến 6 cây. Cây gì cơ? Cái đa 3 thân. Đẹp nữa. Đẹp à. Trường bán cây đa đẹp không? Đấy xuống bán đúng không? Vào 60 thì đẹp. Chắc chắn là đẹp rồi. À, còn cần chơi rồi. Đẹp thật. Bỏ 60 ra mua cây đâu đơn giản. Phải. Có nhiều lựa chọn lắm. Có dũng sản mua không? À, tử dụng. Phải trước bảo dũng khàn mua mà.
Sao anh Lực cái xe thưa thế? Bán hết rồi à? Bán hết rồi. Ông làm giá cái cây kia một mức không ạ? Tầm hơn chục mà mức. Ông làm giá được không? Giúp cháu lấy cây kia. Hả? Cái đầu làm lại được hết. Cái tuổi chọn một sạch sẽ cây. Nhà này. Chắc là nhà kép. Nhà kép anh. Nhà đơn. Bao tiền mới này anh? 2 triệu. Phạm Minh Lực. Đấy, sung rồi. Đó là thứ hai, là sung thứ hai. Sung. Láo này hơi sung đấy. Cả làm cả chùm ấy. Răng láo à? Răng láo chỉ cái thanh hóa thôi. Mấy trăm nghìn cái đơn mà bán đấy, hết 4 cái chợ này rồi không? Hoa kiếp chưa này? 4 cái chợ này hết mà tự nhiên. Có hoa này chưa này? Dạ. Tức là mua hoa nữa chứ đi. Thế gì thì có mấy anh mua ok rồi, để sang số khác cả. Ok.